Xin chào các bạn nhé, xin chào các bác. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi cái video này của chúng tôi. Hôm nay video này xin nói với các bạn, với các bác về một loại rượu dân tộc. Nó có tên là tín khẩn, hay có nghĩa còn được gọi là dựng lên. Thì nó bao gồm các cái vị thảo dược như trên cái bình rượu này các bạn này. Này, thì sơ bộ sẽ nhìn thấy là một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, năm vị, 6 vị đấy. Có khoảng khoảng như thế thì chúng tôi cũng chỉ biết sơ bộ một số vị thôi, còn lại một số vị thì chúng tôi cũng không thể biết hết được. Ví dụ như đây là một vị thuốc thì gọi là quả na rừng, hay còn gọi là chí chun chua, và cái cây này thì thông thường là dùng là cái loại cây gọi là tín khẩn, hay là dễ cây tín khẩn gì đó mà chúng tôi cũng không được biết chính xác lắm. Một cái loại nữa là cái dây này giống như kiểu cái dây ba kích ấy. Đó là kiêu trừ ma hay là cư trừ ma đấy. Và một số các loại thảo dược khác. Một bình rượu phối hợp thường gồm 7 vị này hoặc là 6 vị đấy, thì thành một cái bình rượu như này được bà con dân tộc đóng sẵn vào bình đấy. Chúng tôi chỉ đóng và cho một ít rượu vào bảo quản để gửi tới các bạn thôi. Thì các bạn một bình rượu này về thì các bạn có thể dùng ngâm với 10 lít rượu nhé. Các bạn đổ sang một bình khác cho các bạn ngâm với 10 lít, hoặc là các bạn để nguyên cái bình này thì các bạn đổ ngập rượu vào, nhưng mà như thế thì nó hơi hơi đặc khi mà ngâm. Các bạn nên ngâm trong cái thời gian khoảng độ từ 3 tháng nhé, đến 100 ngày thì có thể sử dụng được. Tuy nhiên là mình có thể ngâm lâu hơn, các bạn dùng cái loại rượu từ 40 độ nhé, tầm 40 42 độ là ngâm là rất tốt. Cái rượu này thì nó có cái tác dụng chính như sau. Về cái rượu này nó có cái tác dụng là bổ huyết, hoạt huyết, lưu thông máu, dẫn tới là cái việc sức khỏe của mình được cải thiện. Và khi sức khỏe được cải thiện thì toàn bộ cái cơ thể, sức khỏe cơ thể nâng lên, và có cái tính chất là còn một số cái vị thuốc thì gây ra cái cảm giác là ham muốn, cái chuyện là chăn gối, cho nên nó có tác dụng rất tốt trong việc chăn gối. Thường như vậy nó có cái tên gọi là dựng lên. Các bạn mua cái bình rượu sẵn này thì xin liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại này là 0932 340 345 đang hiện trên màn hình của các bạn nhé, để mua được cái thảo dược đúng nguồn gốc, giá cả phù hợp và đặc biệt nó là chất lượng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng còn có rất nhiều các sản phẩm khác trên kênh YouTube mà các bạn đang xem, và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại này để được tư vấn. Nếu mà các bạn nào có vấn đề về sinh lý, vấn đề về con cái mà cần tư vấn thì hãy điện cho chúng tôi. Trong cái khuôn khổ video này thì chủ yếu giới thiệu về cái bình rượu này thôi. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi chúng tôi. Các bạn và các bác hãy đăng ký kênh để luôn luôn nhận được những video mới nhất khi chúng tôi cập nhật. Xin chào các bạn và xin chào các bác.